Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và quý chị đã lại đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiển Kim tại Hải Dương. Và tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay thì em lại xin phép lên sóng cho khách hàng và chị một mẫu xe B số tự động. Một chiếc Vios bản G sản xuất đời 2016 bản 1.5 và đang có giá chào bán là 425 triệu, ngoại thất màu bạc, nội thất ghế da màu đen. Thì chiếc xe này đăng ký biển là 51 Sài Gòn. Anh chị khách hàng ở Hà Nội mua xe này thì không mất thêm 20 triệu tiền chuyển vùng nữa. Xe chạy 7.2, đời 2016 chạy 7.2 thì cũng rất là bình thường, dàn lốp vừa mới thay gần đây thôi. Chủ cũ thì đã độ lên màn hình Android thôi. Màn hình Android. Quý khách hàng và quý chị nào đang quan tâm đến mẫu Vios này thì có thể liên hệ trực tiếp luôn đến bên em vào số điện thoại 0978 607 555, hoặc là mình có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mình có thể xem xe kỹ hơn và có thể thoải mái đem xe ra hãng ra thợ mình kiểm tra. Thì bên em cam kết cho khách hàng về các vấn đề như đâm đụng ngập nước, hồ sơ pháp lý là bên em cam kết bằng văn bản để cho khách hàng đi kiểm tra thoải mái. Lỗi bên em hoàn tiền 100%, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Em này đăng ký biển 51 Sài Gòn. Xe chạy 7.2, sơn di theo xe còn tầm 70-75% là sơn di theo xe. Cản trước cản sau thì khó tránh khỏi phần là sơn xi xước sát thôi. Cái xe cũ thì thật ra bên em không quan trọng lắm về cái phần vỏ ngoài sơn đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng nhất đó là phần máy móc và khung sườn thôi. Lốp thì vừa mới thay gần đây, còn là dày cộp. Là răng đúc màu bạc rất đẹp. 4 quả không một vết xước luôn. Chiếc này là bản G cho nên là cũng được trang bị hệ thống đèn halogen dạng thấu kính rồi. Cái đời này thì nó không có đèn LED. Đấy, form dáng này được sử dụng đến cuối 2018 cơ. Đấy, cái form dáng này. Nội thất màu đen nguyên bản, pha lẫn một chút đó là phần nhựa màu bạc này. Tất cả phần nội thất đều là màu đen, thi thoảng thì sẽ có điểm màu bạc nhấn lên. Khách hàng có thể thấy được. Về phần các option hay là các tính năng thì dòng xe Nhật thì chị cũng đã biết rồi. Khá là nghèo nàn. Chỉ có một số tính năng cơ bản như là gương kính chỉnh điện. Gương chỉnh điện rồi nút tăng giảm âm lượng và nick bay. Ngoài ra thì chiếc xe này được chủ cũ độ lên là màn hình Android rồi. Tích hợp camera lùi và có thể hòa mạng được với chiếc màn này. Điều hòa cơ. Hộp số tự động vô cấp. Chất lượng ghế da vẫn còn rất đẹp. Khoang nội thất cũng khá rộng rãi so với những cái mẫu xe B cùng phân khúc. Chìa khóa cơ nguyên bản cho em này thì ngoài cái màn hình ra thì tất cả đều là nguyên bản theo xe, chưa động chạm bất cứ một cái thứ gì ở trong cái khoang nội thất này. Cái tính năng an toàn thì nó chỉ có được trang bị là ABS 4 bánh và hai tư thế phía trước thôi. Thì em xin quay phần động cơ của chiếc này luôn hay cho anh chị khách hàng có thể xem được khoang nội thất của em Vios này. Máy đang nổ, xe vừa mới về. Bên em vừa dọn dẹp khoang động cơ, khách hàng có thể nhìn được từng con ốc trên máy. Cái phần này thì bên em cũng cam kết cho khách hàng bằng văn bản rồi. Máy số nguyên, không bổ máy, không bổ số, không ngập nước, không thủy kích, nguyên bản 100%.
khách hàng có thể đến đưa xe ra hãng ra thợ mình kiểm tra. Đấy là chuẩn nhất. Bảy mặt hai máy vẫn là máy cũ, 2016 thì vẫn là máy cũ. Và em xin lại thông tin của em VSG này, xe sản xuất 2016 bản 1.5G và đang có giá chào bán là 425 triệu, xe chạy 7 vạn 2, đăng ký biển 51 Sài Gòn. Quý chị khách hàng quan tâm thì cứ alo trực tiếp vào số hotline của bên em là 0978 607 555.